Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Kama Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục update lại cái mạng lưới là CI Network. Thì uh, hai ngày trước thì mình có hướng dẫn mọi người tham gia vào cái phase 3. Thì ở trong phase 3 thì nó có là 4 mission nha. Thì hiện tại nó đã ra thêm một cái mission mới đó là mission 5. Thì uh, họ cũng vừa mới ra mission 5 thôi thì uh, ở đây thì mình sẽ làm video này mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái mission năm này nha các bạn. thì cái mission năm này nó cũng đơn giản thôi. thì sau khi anh em hoàn thành cái mission năm này thì mọi người sẽ nhận được thêm đó là 200 điểm boy nha. thì thời hạn là còn 15 ngày nữa nó sẽ kết thúc phase 3 này nha. ok thì vào hai ngày trước thì bạn nào đã làm rồi thì bây giờ tiếp tục các bạn vào lại link dưới phần mô tả video để các bạn đã làm thêm cái mission năm nha. Ok thì ở cái mission năm này thì uh, thì để trước khi anh em làm cái mission năm này này thì ở đây mình sẽ tổng hợp lại các nhiệm vụ. Thì anh em cứ làm các nhiệm vụ trước rồi anh em vào đây anh em hoàn thành cái mission 5 cho dễ cho nhanh nha. Thì uh, đối với nhiệm vụ thì uh, chỉ là phao kẹt CI với lại là phao kẹt OSDC với lại là tham gia cái lao chờ bát này thôi là xong thôi nhé với lại là join vào discord của họ thì những cái nhiệm vụ này trước đó chúng ta đã làm rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm lại để họ query cho cái để họ query và chúng ta sẽ nhận được thêm cái điểm boy nha ok thì cái bước đầu tiên của các bạn cần làm đó là các bạn vào link dưới phần mô tả video đó là app.cinetwork.io này FileCast sau đó thì các bạn connect với lại cái clip của các bạn thì hôm trước mình cũng đã hướng dẫn mọi người đó là tải clip rồi thì bây giờ các bạn chỉ cần vào đây các bạn connect và phao kẹt cái đồng CI này thôi là xong nha Ok thì các bạn nhấn nút là connect wallet này rồi các bạn connect vào là cái clip của các bạn sau đó thì các bạn nhấn vào nút đó là auto fill thì nó sẽ tự động điền lại cái địa chỉ quý CI của các bạn thôi nha sau đó các bạn nhấn vào nút net rồi xác thực captcha để cho chúng ta đã là phao kẹt cái đồng CI này chúng ta làm cái nhiệm vụ là mission thứ nhất nha Ok các bạn sẽ thật cấp tra thôi rồi chúng ta phao kẹt là xong thôi các bạn Sau đó các bạn nhấn nút là request CI Rồi các bạn đợi nó nha Các bạn đợi một tí thì uh, nó, nó sẽ thì các bạn sẽ phao kẹt được đấy là một CI thôi nha thì, Ok thì uh, tiếp theo thì sau khi các bạn đã phao kẹt CI xong rồi thì các bạn qua lên thứ hai cái bước thứ hai đó là các bạn phao kẹt OSDC nha thì trên OSDC này thì cái đường link uh, cái osdc chấm sparrowswap xyz com này, các bạn vào đây. Rồi uh, mọi người chỉ cần nhấn một nút là connect to clip, chúng ta là connect và lại cái clip nha. Ok. Thì sau khi các bạn connect xong thì uh, nó sẽ hiện ra cái địa chỉ quý của các bạn thôi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần nhấn vào nút là xác thực captcha này. Sau đó các bạn nhấn vào nút đó là request để các bạn phao kẹt được là 100 USDC. thì các bạn đợi nha đợi thì hiện tại thì cái mạng lưới CI này đang bị lắc ấy với lại là cái nhiệm vụ thứ năm này hiện tại nó cũng đang đây sao ấy? mà mình thấy nó hơi nó hơi, nó hơi lắc nó cập nhật hơi chậm ấy các bạn nha ok thì mình đã vào kè thành công rồi này các bạn đợi một tí thì nó sẽ xuất hiện là phao kè thành công thôi thì sau đó thì các bạn tiếp tục qua cái đường link thứ hai ở à, thứ ba đó là các bạn vào cái dự án đó là Ellipse Bass này nha Ellipse Bass này này thì đây là cái nền tảng Launcher Pass đây là ci.eclipbus.com này thì trên brand này các bạn nhấn vào cái chữ đó là Launcher Pass và tiếp theo đó thì các bạn nhấn một nút là connect wallet rồi các bạn connect với lại cái clip của các bạn nha các bạn chọn clip này ok thì sau khi các bạn connect với xong thì giờ các bạn kéo xuống bên dưới giúp mình các bạn kéo xuống bên dưới ở cái phần đó là upcoming project này nè nha. Thì ở cái phần dự án đó là Wallet Open này, Hai Nun này nè nha, cái dự án Hai Nun này. Các bạn nhấn vào giúp mình, các bạn nhấn vào cái dự án này giúp mình. Ok, sau đó thì các bạn sẽ thấy cái giao diện như thế này. Thì ở cái giao diện này các bạn sẽ thấy được là ở phần là apply for wallet. Thì các bạn nhấn vào cái 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 dòng đó là apply for wallet nha. Các bạn nhấn vào OK, thì sau đó thì nó sẽ hiện ra một số thông tin như thế này, thì mọi người chỉ cần điền lại một số thông tin thôi. Thì đó là email này, các bạn điền lại email của các bạn nhé. Sau đó là Twitter handle, thì các bạn copy lại cái username Twitter của các bạn giúp mình các bạn vào bộ profile từ Twitter để các bạn copy lại cái username nha. Sau đó các bạn quay trở lại đây, các bạn dán cái username của các bạn vào đây. Thế tiếp theo đó là Telegram username thì các bạn điền lại cái username Telegram của các bạn nha. Ok, thì sau đó các bạn kéo xuống bên dưới, theo phía bên dưới này nó sẽ có một số nhiệm vụ này, này. follow từ Twitter này thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút đó là open từ Twitter này. thì bạn nào chưa follow thì các bạn nhấn nút, nút follow nha tiếp tục các bạn quay trở lại đây rồi các bạn nhấn nút là reddit nó sẽ dẫn các bạn đến cái bài viết mà chúng ta cần chia sẻ thì ở cái bài viết này các bạn tiến hành like này sau đó các bạn nhấn nút chia sẻ này các bạn chọn một phần reddit tụi quýt là một cái trực tiếp sau đó các bạn quay trở lại với cái nền tảng thì nó hiện dấu tích màu quê như thế này này có nghĩa là các bạn đã hoàn thành nha sau đó tiếp tục chúng ta là join vào kênh Telegram, các bạn nhấn vào cái dòng đó là Open Telegram Mở ra thôi, rồi các bạn join thôi Sau khi join xong thì các bạn nhấn nút là Click her to provide your human Để chúng ta là xác thực Captcha Ok, thì sau khi các bạn nhấn nút là Click her to provide your human đấy Thì nó sẽ dẫn các bạn đến con bot row này Thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút Start thôi để chúng ta là xác thực Captcha nha Thì nó yêu cầu các bạn là cộng Captcha này, 7 cộng 6 này nha 13 thì các bạn chọn lại ở dưới đây thôi. Thì sau khi các bạn chọn xong thì các bạn có thể là quay trở lại thì nó sẽ mở chat cho các bạn thôi nha. Đây. Các bạn chat được này. Sau đó các bạn quay trở lại đây. Tiếp theo đó thì các bạn tiếp tục là join vào kênh channel Open Telegram các bạn nhấn vào. Bạn mở ra. Sau đó các bạn nhấn nút là join group này. Ok. Sau tiếp tục các bạn quay trở lại đây. Thì sau đó thì nó yêu cầu các bạn là join vào Discord của uh, e clip bay bát này thì các bạn nhấn nút open discord ok các bạn nhấn nút Access invite sau khi các bạn join xong thì các bạn chọn cho mình cái mục đó là mục là verify her nha các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là verify her thì các bạn nhấn vào chữ query ở trên con bot captcha bot này các bạn nhấn vào chữ verify sau đó các bạn chọn captcha thôi ờ, à, thì ở đây thì nó thì ở đối với cái captcha này thì nó yêu cầu chúng ta đó là verify qua cái đường link thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái đường link là click her này nha các bạn nhấn vào cái chữ là click her này rồi các bạn chọn uh, yes Sau đó thì các bạn nhấn vào nút login, chúng ta login cái tài khoản Discord của chúng ta để chúng ta là verify. Ok, các bạn authorize này, ủy quyền này. Sau đó thì sau khi các bạn login xong thì trên này nó sẽ hiện ra cái captcha thì các bạn chỉ cần nhấn vào là xác thực captcha thôi. Ok, nó hiện ra xúc kết như là chúng ta đã query thành công nha. Ok, như vậy các bạn query như vậy là thành công rồi. Không cần làm gì nữa đâu. Sau đó thì các bạn quay trở lại với trang uh, trang này nha. Các bạn tích vào cái ô là asset này. này. Asset LL này nha. Các bạn nhấn vào nút asset, sau đó các bạn nhấn vào chữ đó là apply now. Ok, như vậy là xong. Thì như vậy là đã xong thì sau đó các bạn tiếp tục là cái bước thứ hai đó là các bạn tiếp tục quay trở lại với cái trang sự kiện Thì ở trang, ở trang sự kiện này ở cái mission 5 này này các bạn nhấn vào cái chữ đó là chữ là partition bay nha các bạn nhấn vào Sau đó nó sẽ hiện ra thì ở trong là mission 5 này nó sẽ có 9 bước nha nó sẽ có 9 bước Thì cái bước thứ nhất đó là chúng ta là các bạn nhấn vào đây Thì cái bước thứ nhất là phao kẹt chúng ta chúng ta mình vừa mới hướng dẫn tất cả các nhiệm vụ rồi thì bây giờ các bạn chỉ cần vào mission 5 đây, các bạn nhấn vào nút net 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 thôi là xong nha. Ok thì ở cái mission 5 ở bước thứ nhất này thì bạn nào mà cái bạn nào mà chưa connect với clip á thì các bạn nhấn vào nút là kho connect nha. Các bạn connect với clip này. Thì sau khi connect xong thì uh, các bạn nhấn nút net. Thì uh, nó sẽ nhảy qua cái bước thứ hai. Thì ở bước thứ hai này thì chúng ta cũng đã vào kẹt CI rồi. Thì các bạn tiếp tục là nhấn vào nút net. Nha, thì, thì nó sẽ sau đó thì nó sẽ nhảy qua cái bước thứ ba thì ở bước thứ ba này thì chúng ta cũng đã cờ lam osdc rồi thì bước thứ ba này thì các bạn cũng nhấn chỉ cần nhấn vào nút nét thôi là xong nha thì sau khi các bạn nhấn vào nút nét thì các bạn lưu ý này thì sau khi các bạn nhấn vào nút nét mà nó hiện màu đen như thế này này thì các bạn đợi nha các bạn đợi cho nó nhảy qua cái bước thứ bốn nha thì hiện tại thì sau khi các bạn nhấn vào nút nét thì nó sẽ bị lắc nha nó sẽ bị lắc nó, nó hơi bị lắc một tí nó xét duyệt hơi chậm á cho nên các bạn đợi một tí thì nó sẽ tự động nhảy qua cái nhiệm vụ thứ bốn thôi nha. Nhiệm vụ thứ 4 thì ở nhiệm vụ thứ 4 này thì nó yêu cầu chúng ta đó là tham gia vào lauchpad. thì lauchpad chúng ta cũng vừa mới hoàn thành rồi. thì bây giờ các bạn chỉ cần nhấn vào nút nét thôi. thì sau khi các bạn nhấn vào nút nét thì sẽ nhảy qua cái nhiệm vụ thứ năm. nhiệm vụ thứ năm này thì chúng ta cũng đã làm rồi. thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút nét thôi. rồi nó sẽ nhảy qua cái nhiệm vụ thứ sáu. các bạn tiếp tục nhấn vào nút nét. thì sau đó thì ở nhiệm vụ thứ bảy này thì anh em cần phải là bạn nào mà chưa follow twitter thì ở những nhiệm vụ này chúng ta đã làm mà từ trước hết rồi chúng ta đã làm từ trước đó rồi nè nha follow từ twitter của elip bay chúng ta vừa follow rồi này, follow blog thì chúng ta hôm trước chúng ta đã, cũng đã follow rồi bạn nào mà chưa follow thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái đường link đó thôi nó sẽ dẫn các bạn đến từ twitter của dự án đó để các bạn follow nha ok thì uh, sau đó thì uh, sau khi các bạn follow với lại là follow cái uh, tự, tự Twitter của Lip Wallet này Các bạn nhấn vào các bạn follow luôn nha Các bạn chỉ cần nhấn nút follow thôi là xong Sau đó các bạn copy lại uh, sau đó các bạn qua bộ profile từ Twitter Các bạn copy lại cái username từ Twitter của các bạn Rồi các bạn quay trở lại đây Các bạn dán vào đây thôi Rồi các bạn nhấn vào nút đó là submit. Rồi các bạn đợi một tí cho nó xét duyệt nha Nếu mà nó lắc á Nó không nhảy qua cái bước thứ 8 á Thì các bạn cứ dán lại nha Các bạn cứ nhấn submit nhiều lần rồi Các bạn đợi thì nó sẽ nhảy qua cái bước thứ 8 cho các bạn thôi Thì ở bước thứ 8 này Thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đó là John Discord của Blocker Với lại là John CA Discord Discord của dự án ce thì uh, hai cái Discord này thì uh, hôm trước chúng ta đã làm ở cái mission uh, 3 và mission 4 rồi nha. Thì bạn nào mà chưa join thì bây giờ các bạn có thể là join lại nha. Các bạn chỉ cần nhấn vào cái đường link này thôi, rồi rồi các bạn join. Sau đó các bạn nhấn vào nút net. Thì bạn nào mà chưa connect Discord á thì ở đây nó sẽ hiện ra chữ là connect Discord thì các bạn connect thì ở đây mình uh, hôm trước chúng ta đã connect rồi. Thì uh, bây giờ nó hiện ra đó là Discord connector này, có nghĩa là chúng ta đã connect rồi thì các bạn đợi một tí thôi các bạn đợi một tí để cái nút nét này nó hiện lên nha để nó hiện lên thì sau khi nó hiện lên xong á thì các bạn nhấn vào nút nét thì nó sẽ nhảy qua cái bước thứ chín nha là cái là cái bước cuối cùng thì các bạn đợi một tí thôi các bạn đợi khoảng là ba bốn phút gì đó nha ở ở bước thứ chín này này là con nét đi này đấy thì các bạn đợi khoảng là cái bước là các bạn đợi khoảng là vài phút thì nó sẽ nhảy qua cái bước cuối cùng thì ở cái bước cuối cùng này nó sẽ hiện ra một cái dòng thông tin màu đỏ ở à, nó sẽ hiện ra cái dòng thông tin màu xanh có nghĩa là nó, nó nó đã xác nhận là các bạn đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ nha thì nó thì nó nói là tất cả các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thì sau đó thì các bạn chỉ cần tắt ở đây thôi các bạn tắt ở đây thì sau khi các bạn tắt xong thì nó sẽ hiện ra cái đó là cái mission complete như thế này nha ở mission năm nó hiện ra là mission complete như thế này có nghĩa là các bạn đã hoàn thành Đấy, như vậy là xong thôi Ok, thì như vậy là cái video Mình uh, update lại cái uh, dự án là CI Network Hướng dẫn mọi người đó là Làm cái mission 5 Thì đến đây là kết thúc Cảm ơn các bạn đã xem Hẹn các bạn ở video tiếp theo